Xin chào các bạn, đây là kênh Game Channel. Thì ở tập 8 thì chú vịt tỷ phú Donald đã đi vào trong một cái hầm mỏ ở dưới lòng đất ở bên châu Phi á. Nhưng mà tất cả các công nhân đều đã bỏ trốn hết. Họ nói là họ có nghe một cái âm thanh gì rất là ghê gớm, giống như con ma vậy. Họ bỏ chạy hết rồi. Nhưng mà vịt tỷ phú không có tin, nên vịt tỷ phú đã tự mình đi xuống sâu dưới lòng đất nè. Và bây giờ đang ở trên xe cút chít. Ui da, những cái này nó cản làm mình đụng đầu rồi, đau quá đau quá. Ui. Chạy 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 thôi anh em, có người tấn công vào lòng đất rồi kìa, mình phải lăn đi để báo cáo với vua thôi. Ui da, đau quá đau quá. Đây là thế giới dưới lòng đất hả? Không biết có gì dưới này nữa. Hello hello chú, tụi con theo chú tới đây luôn nè. Út trời, sao không ở lại với em của cháu, đợi chú lên hả? Dạ, các cháu có biết chỗ này nguy hiểm lắm không vậy? Dạ, tụi con chỉ muốn đến giúp chú thôi mà. Ui, các cháu có nghe tiếng gì không vậy? Có phải tiếng của cái con mà mấy chú công nhân nói không? Thôi 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 thôi, các con lên đi, con nít không nên ở chỗ này nguy hiểm lắm. Dạ, chú cẩn thận ạ. Mình phải đi xem thử cái gì mà phát ra âm thanh đó vậy. Hồi nãy mình nghe tiếng ở bên đây nè, để mình đi qua thử. Khi xem video nếu các bạn thấy video hay thì mấy bạn nhớ nhấn nút thích video ở phía dưới này nha. Nút like á, nó là động lực để giúp Lucy làm video mỗi ngày cho các bạn xem đó. Trời ơi, động đất á, mấy cục đá nó cứ rụng xuống hoài à. Đụng đầu là đau lắm này. Thiệt là không nghĩ ra tại sao cái cây nó lại mọc ngược được như vậy hay thiệt. Úi, tại sao lại có bọn chó bự lợ ở đây nữa vậy? Ý dạ, sao nó cứ nó đi theo mình hoài vậy ta? Lại là cái suối nước nóng nữa. Này thì đi theo để rình lấy kho báu đúng không? Nè, ui da, mình cũng bị thương luôn. Trời ơi, nước sôi quá, nó sôi lên kìa. Mình lọt xuống là mình thành con vịt luộc luôn á. Rồi, hết đường rồi, lên xuống đây. Wow, có được cục kim cương nữa. Nè, nè. Ôi, con dơi. Trời ơi, trời. Cái con dơi này của nó có răng nanh. Con dơi này ăn mặn. Con dơi không có răng nanh là con dơi ăn chay á mấy bạn. Ý, được viên kim cương nè. Nè, thì con ngáo hộp. Ây da, trời. Sao mình quên để ý cái này? Sao cái can thịt người này nó cứ nó mọc ngược vậy ta? Ây da, ui. Cắn nè, cắn nè. Nghĩ lại, mình có cái cây gậy này cũng thiệt là lợi hại. Cũng coi như có một vũ khí rất là mạnh luôn. Nè, thì dơi nè, nó đứng nó chặn mình á, nó không cho mình qua. Ui, được cái bánh kem. Trời ơi, mấy trái tim lại đầy được nữa rồi. Ây da, ui. Con ngáo hộp ở đây hả? Này thì ngáo hộp nè. Ui da, con dơi. Ở đây nhiều ngáo hộp và con dơi quá. Ngáo hộp thì ở dưới mà con dơi thì ở trên. Mình nhảy lên thì đụng con dơi, mà nhảy xuống đụng ngáo hộp. Thiệt là khó khăn. Ui, các bạn nhìn nè, dưới lòng đất mà nó xây dựng thành những cái cây cột luôn kìa. Đúng là một cái thành phố. Ủa, những cái con bụng to này là ai vậy? Kẻ la mặt kia, nhà vua kêu ngươi tránh ra để cho cuộc thi Olympic tiếp tục kìa. Hả? Cuộc thi Olympic hả? Lạc thi cái gì vậy? Người đứng đây sẽ cản trở bọn ta lăn đó. Ôi da. Đó, thấy chưa, ngươi đã bị phạt thẻ đỏ vì đã cản trở ngươi thi. Ngươi nói cái gì vậy hả? Đây là cái mỏ kim cương của ta. Ta là ông chủ ở đây. Mà các ngươi là ai vậy? Làm cho công nhân của ta bỏ chạy hết rồi. À, thì ra ngươi là cái con vịt khoan đục ở phía trên. Đây là tiếng hồn làm cho ta ngủ không được. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Hãy xem đây. Ôi, cái gì vậy? Sao nguyên cái người to mà cuộn lại thành nguyên cục đá vậy? Ây da. À, trời ơi. Đừng nói đây là con boss. Nó canh giữ viên kim cương nha. Ây da. À hả?
Con thổi kèn phát nhạc gì vậy? À! Cái tuyệt chiêu gì vậy? Trời! Thổi nhạc mà viên đá lăn ra quá trời luôn. Ui da! Thì ra tên này có khả năng thổi kèn để điều khiển được đá. Ây da! Chạy đi đâu vậy? Ê, nó thổi nữa rồi kìa. Chuẩn bị nè, chuẩn bị đá ra. Ây da! Ông làm rung lắc được đất đá luôn. Ui, động đất thôi, động đất thôi. Này thì ông là vua đúng không? Ây da! Trời ơi, mình bị mất nửa trái tim nữa rồi. Ui, ông này thổi kèn điều khiển đất đá nữa. Ây da, trời ơi, đâu mà nó lăn dữ vậy? Nè, thì vỗ tay. Ở đó mà, đứng vỗ tay nè, 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 nè. Trời ơi, quay gì nhanh dữ vậy? Dừng lại, dừng lại, trời ơi, lại thổi kèn nữa thôi. Trời ơi, mấy cái cục đá trên này rơi xuống, sao nhìn tình chiêu quá vậy? Mình chỉ còn có hai trái tim nữa à, thắng nổi hay không? Sao người lại nhanh như vậy? Tao chịu thua, tao chịu thua. Tao mệt quá, tao mệt quá. Kẻ là mặt kia, ông nói đi, ông đến đây để làm gì? Tao chỉ muốn ông dừng chơi cái game này lại. Rồi không được làm động đất, đá rơi nhiều quá. Cũng đừng có cắt cái dây điện trong mấy cái thang máy nữa. Và nhất là không được hù công nhân, để bọn họ đào kim cương to nhất thế giới cho ta. Ồ, kim cương là gì? Trời ơi, làm vua mà không biết hả? Nó giống vậy nè, mà ta muốn một cái to nhất thế giới luôn. À, thì ra là mấy viên đá số quắc này hả? Bọn ta rất ghét nó, vì nó vừa cứng vừa nhọn. Bọn ta lăn trúng một cái là đau lắm, mà cũng khó lăn qua được nữa. Ta ghét nó lắm. Ồ, vậy hả, vậy hả? Bây giờ ngươi á, đừng có làm động đất và đừng có hù công nhân nữa nha. Ta sẽ giúp ngươi lấy hết mấy viên đá số quắc này ra khỏi lòng đất luôn. Được không, được không? Đồng ý. Cảm ơn người lạ nha. Nè nè nè, vậy sẵn bỏ giùm ta cái cục đá sâu bắc to và cứng này đi. Hả? Ui, viên kim cương to nhất thế giới này nè. Trời ơi, kho báu của ta trúng mảnh rồi. Được rồi, ta mang đi giùm cho. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Yeah, ta đã trở về rồi đây. Lần này thiệt là trúng mảnh. Được tặng một viên kim cương to nhất thế giới, mà còn mang tiếng giúp đỡ người khác nữa chứ. Đâu để thống kê coi lần này mình lượm được bao nhiêu kim cương nè. Quá, được 7.243.000 đô luôn. Ôi chú ơi, cuối cùng ở dưới đó có ma không vậy chú? Trời ơi, chú đã nói rồi, làm gì có ma, khoa học đã chứng minh rồi mà. Vậy động đất và tiếng động là do các hòn đá đó hả chú? Do nó thì Olympic tạo ra đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, thôi thôi thôi, để chú vào kiểm tra kho vàng đã. Mấy cháu xích ra để chú mở cửa. Dạ. À, đứng đây đợi nha. Đi vô thăm vàng thôi. Mình được 4 kho báu rồi. Chưa kể những viên kim cương nhỏ nhỏ nữa. Lần này mình giàu to rồi. Ha ha, đi ra thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái siêu máy tính ra để coi còn chỗ nào nữa nè. Ui, chỉ còn một chỗ cuối cùng là đi lên đỉnh núi Himalaya với độ cao 8.800 mét, cao nhất thế giới luôn.